Mọi người đang xem truyện tranh Thuyết Tình Yêu Ích Kỷ, Cháp 18, trên kênh Góc Truyện Độc Đáo. Anh không nên đến chào hỏi. Gì, sao lại không chứ? Đến chào hỏi cũng được mà. Bình thường không phải không nên làm như thế sao? Anh không muốn làm điều mà Yu Min không thích. Mình biết đây là lòng tham trong lòng của mình, nhưng mình muốn anh ấy làm như vậy ít nhất một lần. Chắc gì chị ấy không thích chứ? Nếu anh không thử thì làm sao biết chứ? Vậy sao? Ừm, đẹp hơn mình nghĩ, thiết kế đơn giản và chất lượng cũng tốt nữa. Mấy ngày trước. Tên cô đẹp thật đấy, cô Yu Min. Ha ha, cảm ơn cô. Mà cửa hàng của cô ở đâu vậy? Tôi cũng rất thích túi sách. À, chúng tôi vẫn chưa có cửa hàng offline. Nếu cô tò mò thì tôi có thể cho cô link trang web. Vậy sao? Vậy cô gửi cho tôi xem thử nhé. Vâng, được. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ quá. Quan sát từ phía sau một cách mãn nguyện. Điện thoại của So Jung, màu đẹp quá. Cô Yu Min, hửm. Nếu được thì cô cho tôi số của cô luôn đi. Số của tôi sao? Cũng được sao? Vâng, tôi muốn thân thiết với cô. Đến nơi rồi, à, cảm ơn nhé. Vậy tôi đi trước đây. Cảm ơn Ha Kyung nha. À, cô Yu Min, tôi nhờ cô một việc được không? Vâng, việc gì thế? Mong cô hãy giữ bí mật chuyện này giúp tôi với những người khác nhé. Vì trong việc này sẽ có rất nhiều người ghen tị. À, tôi hiểu mà. Cô đừng lo, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai đâu. Mình thật là ấu trĩ, vì nguyên do mà mình phải làm những việc chưa từng làm bao giờ. Khiến mình phải bận tâm rất nhiều. Mình cũng phải cho anh ấy thấy phản ứng của mình chứ nhỉ. Cũng là sự đền bù cho cô Yu Min vì đang bị kẹt giữa hai chúng ta. Sáng hôm sau. Đây là số của tôi. Khi nào anh về hãy liên lạc cho tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm tiền viện phí.